Xin chào các bạn. Chúng ta quay lại với cái video là chuyên đề lớp 6 chứng minh một cái phân số A trên B là tối giản. Thì cái video này mình đã quay rồi nhưng mà bị lỗi kỹ thuật vì do cái quạt nó làm rung cái màn hình đó, nên mình xóa, bây giờ mình làm lại. Nên những cái chữ này nó hơi xấu, lúc đó mình đang vừa giảng vừa quay á, bây giờ mình sẽ nói lại. Thì bây giờ đầu tiên các bạn, chúng ta sẽ hiểu thế nào là tối giản đã. Bây giờ nha. Chúng ta sẽ hiểu nó thế nào là tối giản. Ví dụ như vậy, mình lấy cái phân số 6 phần 8 đây. 6 phần 8. Thì bạn thấy rõ ràng á, cái phân số này các bạn còn có thể chia được cho hai đúng không? Nếu bạn đem bạn chia hai, tử và mẫu cùng đem chia hai, đúng không? Tử và mẫu cùng đem chia hai thì bạn được gọi là 3/4. Được chưa bạn? Và tới đây bạn không chia được nữa đúng không? Bạn đâu có chia được nữa đâu, chia hai này, chia hai bạn không chia được nữa, tức là chia được tức là bạn phải lấy tử và mẫu cùng chia cho một số giống nhau, thì được chưa? Bạn không chia được nữa thì lúc này người ta gọi đây là phân số tối giản. Không chia được nữa, bạn không chia được nữa. Còn nếu bạn chia được nữa thì nó chưa tối giản, được chưa? Như vậy bạn ví dụ mình nói ở 6 và 8 đây. 6 và 8 á, nó có thể chia được cho vậy 6 và 8 nè. Có thể cùng chia được cho 2. Như vậy nó có đúng không? Và nó có ước chung là nó 6 mà chia được cho 2 á, thì nó có ước là 2. 8 mà chia được cho 2 thì nó có ước là 2. Như vậy nó có một cái ước chung ghi này đang là 2. Viết tắt. À, nó có ước chung là 2. Được chưa bạn? À, nó có ước chung là 2. Thì tất nhiên khi bạn học qua số âm thì bạn chia được cho số dương thì bạn cũng sẽ chia được cho số âm. Nó chia được cho 2 thì nó cũng có thể chia được cho âm 2. Như vậy nó có ước là cộng trừ 2, bên này có ước cộng gì 2, vậy ước chung là cộng trừ 2. Được chưa bạn? Ngoài ra hai số bất kỳ đều chia được cho 1. Đều chia được cho số 1. Hai số bất kỳ đều chia được cho số 1 đúng không bạn? 6 chia hết cho 1, 8 cũng chia hết cho 1. Như vậy nó mặc định là có ước chung là cộng trừ 1. Bạn hiểu không? Nó mặc định luôn là cộng trừ 1. Đây là ước chung. Ước chung. Được chưa bạn? Hai số bất kỳ đều có ước chung là cộng trừ 1 vì cả tử và mẫu đều chia hết cho cộng trừ 1. Ngoài ra nó có ước chung là cộng trừ 2 nữa. Như vậy 6 phần 8 này không được gọi là tối giản. Như bạn, là vì thứ nhất là gì? Nó còn chia được, mà còn chia được đó là gì? Ngoài cái ước chung mặc định là cộng trừ 1. Ngoài cái ước chung mặc định là cộng trừ 1, nó còn thêm cái ước chung là cộng trừ 2 nữa. Bạn hình dung là do. Bây giờ mình quay về phân số 3/4. Thì 3/4 bạn thấy nè. Giờ mình phân tích 3/4. 3/4. Bây giờ 3/4, mình lấy 3/4. Thì cái ước chung mặc định của nó mặc định luôn là cộng trừ 1. Ước chung. Tại vì cả cả 3 và 4 đều chia được cho cộng trừ 1. Nhưng bạn thấy 3 và 4 không thể chia được nữa. Không thể chia được nữa, bạn không chia được nữa. Tối giản tức là không chia nữa, tức là không còn ước chung nào nữa. Ước chung nào khác. Không còn ước chung nào khác ngoài cái cộng trừ 1. Thì nó không còn ước chung nào khác, thì cái phân số như vậy gọi là tối giản. Như vậy tối giản nó có nghĩa là gì? Tối giản nghĩa là không chia được nữa, mà không chia được nữa nghĩa là sao? Tức là ngoài cái ước chung mặc định họ cộng trừ một ra không còn ước chung nào khác. Bạn hình dung vấn đề chưa? Ngoài cái ước chung mặc định là cộng trừ một ra thì không còn ước chung nào khác, đó là phân số tối giản. Được chưa bạn? Rồi, được chưa? 3/4 là phân số tối giản thì trừ 3/4 cũng là phân số tối giản nha. Mình học qua số âm rồi. Rồi. Bạn để cái tư duy của phân số ở lớp 6 á, nó tương tự với cái tư duy mà bạn học phân số ở lớp 5. Nhưng có điều là mình chỉ học thêm số âm thôi, bạn hiểu chưa? Ở lớp 5 á, phân số tối giản là phân số chỉ có chia được cho gì? Cho một thôi đúng không? Chia được cho một thôi. Không được chia hết cho số nào nữa. Chia được cho một thôi. Còn ở lên cấp 2 thì bạn học thêm số âm nữa nha bạn. Rồi, vậy thì dựa trên cái định nghĩa này chúng ta sẽ đi chứng minh những cái phân số này là tối giản bạn. Chúng ta sẽ đi chứng minh những cái phân số này là tối giản. Như vậy bạn,
để chứng minh cái phân số n trên n cộng 1 là tối giản, đây là n là số tự nhiên khác không, thì bạn phải chứng minh chúng giữa tử và mẫu. Ở đây tử là mấy? Tử là n đúng không, mẫu là n cộng 1. Cái này là nháp nha, cái này là nháp nha, cái này là nháp. Tử là n, mẫu là n cộng 1 được chưa bạn? Thì bạn phải chứng minh tử và mẫu nó chỉ có thể chia hết cho cộng trừ 1 thôi, chứ không chia hết cho số nào nữa. Bạn hình dung đây à? Không được chia hết cho những số nguyên nào khác nữa, chỉ có thể chia hết cho cộng trừ 1 thôi. Mà chia hết các bạn, 6 chia hết cho 3 thì 3 là ước của 6, là ước của 6. Còn 6 là bội của 3. Bội của 3. Thì bạn hình dung ước nó như vậy nè. Ước nó như vậy nè. Ví dụ như 6 chia hết cho những số nào, cái tiếng Việt nè, 6 chia hết cho những số nào thì những cái số mà bị 6 chia hết á, người ta gọi là ước của 6. Bạn hiểu chưa? Đó nha. Mà bạn hiểu, muốn hiểu hơn ước và bội á, bạn xem cái video ước và bội của mình trên cái kênh YouTube á nha. Hoặc bạn muốn tìm video dễ nhất á, thì bạn vô cái trang gia sư nbv.com, bạn vô cái mục toán lớp 6 rồi phần đại số rồi chương chương 1, bạn kiếm cái video ước và bội nha, để bạn xem nó hệ thống rồi. Vậy chúng ta đi nói tiếp. Như vậy bạn bạn muốn giải cái này thì bạn sẽ làm gì? Gọi bạn gọi d là ước chung của tử và mẫu, của tử là n và mẫu là n cộng cộng 1, đúng chưa? Ước chung. Ước chung nghĩa là sao? Thì nó là ước của từng ông đúng không? Ước chung thì nó là ước của từng ông, như vậy nó là ước của n và nó là ước của n cộng 1. Mà khi d là ước của n, tức là n chia hết cho d. Đúng không ạ? D là ước của n thì n chia hết cho d. N là bội của d, d là ước của n. Rồi d là ước của n cộng 1 thì n cộng 1 phải chia hết cho d. Rồi, được chưa bạn? Rồi chúng ta sẽ quay lại một số định lý mà học ở cái phép chia hết ở học kỳ 1. Đó là gì? Khi hai số cùng chia hết cho một số thì tổng của chúng cũng chia hết cho số đó và hiệu của chúng cũng sẽ chia hết cho số đó. Thì chúng ta sẽ thực hiện hiệu bạn. Mục tiêu chúng ta lấy trừ nhau á là để khử n, mục tiêu là khử n. Khử n. Khử mất n. Thì cái chuyện khử n này chúng ta ghi ghi ngồi nháp nha, chứ không ghi vào bài thi nha. Chúng ta hiểu thôi là khử n, được chưa? Khử n. Mục tiêu là khử n, bây giờ mình xóa là các bạn nhầm. Được chưa? Em mục tiêu là khử n. Được chưa bạn? Như vậy, chúng ta lấy trên trừ dưới hay dưới trừ trên gì cũng được cả, thoải mái. Nhưng mà mình sẽ lấy dưới trừ trên cho nó ra cái dương. Thì khi lấy hai cái trừ nhau thì cái hai cái trừ nhau này cũng chia hết cho d. Bạn hiểu không? Như vậy dẫn tới bạn tính cái này ra là một chia hết cho d. Mà nếu một chia hết cho d thì có phải là d chỉ có thể là trừ một hoặc d bằng bằng một thôi đúng không? D chỉ nằm trong hai phạm vi này thôi. Một chia hết cho d thì d chỉ nằm trong phạm vi là trừ một hoặc một thôi, đúng chưa bạn? Đó. Như vậy chúng chỉ có ước chung, d là ước chung thì bây giờ rõ ràng chúng chỉ có ước chung duy nhất là cộng trừ một thôi, không còn ước chung nào khác. Thì chúng ta kết luận là gì? Vậy n trên n cộng 1 là phân số tối giản. Bạn hiểu không? Chúng ta chứng minh xong. Thì các bạn, ở đây mình lưu ý một tí là cái chỗ ghi d bằng trừ 1 hay d bằng 1, các bạn có thể ghi theo kiểu này nữa là d thuộc trừ 1 và 1, được chưa? D bằng thì d thuộc trừ 1 và 1 nha. Có một số sách đó, họ sẽ ghi d bằng cộng trừ 1. Thì á mình cá nhân mình nếu bạn nào ghi như vậy thì mình vẫn cho điểm. Nhưng mà mình sợ có một số giáo viên khó khó á, họ không chấp nhận cách ghi này, thì bạn ghi theo hai cách này là chuẩn nhất, an toàn nhất nha. An toàn nhất là ghi theo hai cách này. Cách này thì nếu là mình cho điểm. Còn không biết tùy giáo viên, mình thôi. Nếu là mình vẫn cho đúng nha. Mình vẫn cho đúng. Rồi. Ok, bạn hình dung chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua ý thứ hai. Chứng minh n cộng 1 trên 2n cộng 3 thì cũng tương tự bạn. Vậy thì trong trường hợp này tử là n cộng 1 và mẫu là 2n cộng 3.
Làm y chang à, và đây này là nhát. Giờ chúng ta gọi d là ước chung của tử là n cộng 1. Chúng ta chỉ thay đổi cái chỗ này thôi, mà thấy không? N cộng 1. Và mẫu là 2n cộng cộng 3. Đúng chưa? À, tương tự làm cách này y chang à. Nếu d là ước chung của từng ông thì từng ông sẽ chia hết cho d, n cộng 1 chia hết cho d và 2n cộng 3 chia hết cho d. Đúng không? Chúng ta sửa lại cái chỗ này. Rồi, bây giờ tới đây thì nó hơi hơi khác một xíu. Mục tiêu của mình là khử n đúng không? Hồi nãy chúng ta chỗ đây là khử n. Mà muốn khử n bạn thì cái hệ số nó phải giống nhau. Ở trên là 1n, ở dưới là 2n thì không thể khử được. Bạn muốn khử buộc lòng bạn phải nhân lên. Được chưa? Buộc lòng bạn phải nhân lên cái chỗ này. Bạn nhìn này. Ở đây là n cộng 1 chia hết cho d thì bạn sẽ nhân cho 2, tức là 2 n cộng 1 cũng sẽ chia hết cho d. Bạn phải nhân cho 2 vì ở dưới là hệ số 2 mà, bạn viết lại 2n cộng 3, ở dưới là 2n cộng 3 chia cho d. Ở trên á bình thường là n cộng 1 chia cho d, bây giờ bạn phải nhân cho 2. Thì 2 nhân với n cộng 1 chia cho d thì bạn nhìn là một cái định lý nè. Khi mà a chia hết cho b thì a nhân m cũng sẽ chia hết cho b nha. Là bạn nhân vô. Bạn nhân vô thì bạn sẽ thấy vậy. 2n cộng 2 chia hết cho d và ở dưới là 2n cộng 3 chia hết cho d. Được chưa? Tôi nói là bạn có lấy trừ nhau. Trên trừ dưới hay dưới trừ trên cũng được. Bây giờ mình lấy dưới trừ trên trừ dưới là 2n cộng 2 trừ cho 2n cộng 3 thì cả cái này chia hết cho d. Bạn tính toán này ra thì chính là trừ 1 chia hết cho d. Mà trừ 1 chia hết cho d thì d bằng gì bạn? D bằng cộng trừ 1. Đúng chưa? Hoặc bạn có thể ghi theo kiểu vậy. D bằng trừ 1, d bằng 1. Hoặc bạn có thể ghi là d thuộc trừ 1, 1. Được chưa? Hai cách ghi này đều đúng nha bạn. À, thì cái mình khuyến khích là ghi hai cách sau nha. Là cách đầu á thì hên xui. Mình là mình cho đúng đó. Nhưng mà mình sợ giáo viên khác không cho điểm mà mệt mỏi lắm. À, nha. À, thôi ghi hai cách sau an toàn. Thì bạn kết luận là 2n cộng 1 trên 2n cộng 3 là phân số tối tối giản, bạn hình dung chưa? Đó. Nha. Tương tự vậy. À, chúng ta qua ý thứ ba là 2n cộng 3. 2n cộng 3. Như vậy tử của bạn là 2n cộng 3 và mẫu của bạn là 3n cộng 5. Bạn cũng vậy, gọi d là ước chung của tử. Như vậy là 2n cộng 3 và mẫu là 3n cộng 5. Như vậy, ước chung của tử như vậy chúng ta sẽ có gì? Là 2n cộng 3 phải chia hết cho d và 3n cộng 5 phải chia hết cho d, đúng không? Ta sửa cho đây lại. Là 2n chúng ta sẽ xóa cho đây đây. Ta làm lại từ đầu luôn. Như vậy là 2n cộng 3 phải chia hết cho d và 3n cộng 5 phải chia hết cho d, được chưa? Như vậy bây giờ bạn làm, bạn muốn khử n á thì bạn phải làm sao hệ số giữa n trên và n dưới bằng nhau. Bây giờ ở trên là 2 dưới 3 thì bạn sẽ quy lên. Quy đồng sẽ cùng hệ số là 6 đúng không? Vậy bạn ở trên bạn nhân 3. 3 nhân 2n cộng 3. Thì bạn khi bạn nhân như vậy thì nó vẫn chia hết cho d. Ở dưới bạn nhân 2 là 2 3n cộng 5 vẫn chia hết cho d. Được chưa bạn? Và bạn nhân vô là 6n cộng 9 chia hết cho d và 6n cộng 10 chia hết cho d. Được chưa? Bạn đem bạn trừ nhau. Bạn lấy trên trừ dưới hay dưới trừ trên gì quyền bạn. Mình lấy trên trừ dưới cũng được. Bạn đem bạn trừ dưới để khử n. Thì khi trừ nhau như vậy nó vẫn chia cho d và ông này vẫn tính ra là trừ 1 chia hết cho d. Thì bạn kết luận là gì? D bằng cộng trừ 1 hoặc d bằng trừ 1, d bằng 1 hoặc bạn có thể ghi là d thuộc cái tập trừ 1 1. Là khi nó bạn ghi một trong ba cách này nhưng mà bạn chọn hai cách sau an toàn hơn nha.
À, thì khi kết luận nó chỉ có trừ một và một các bạn, thì bạn kết luận cái phân số này là tối tối giản để cho bạn. Giờ chúng ta qua ví dụ 2. Ví dụ 2 là một ví dụ khó bạn, ví dụ khó bạn nhìn. Chúng ta qua ví dụ 2. Ở đây mình xóa cái này. À, tử thì bạn biết là 2 là cộng 1 thì mình gọi dê là ước chung của tử là 2n cộng 1 và mẫu là 2n cộng 3, đúng chưa? Thì bạn suy ra từng ông chia hết cho n, 2n cộng 1 chia hết cho dê và 2n cộng 3 chia hết cho dê, đúng chưa bạn? Thì rõ ràng bạn khử rất là dễ, khử rất là dễ, tại vì cùng cùng hệ số rồi, thì bạn lấy dưới trừ trên hay trên trừ dưới gì cũng được. 2n cộng 1 chia hết cho dê, bạn trừ ra bạn thấy là 2 chia hết cho dê. Mà nếu 2 chia cho dê thì bạn thấy dê có thể bằng gì bạn? Dê có thể thuộc cái tập, đúng không? Bằng cộng trừ 1 và dê bằng cộng trừ trừ 2, đúng không? Bạn có hai tập này. Hoặc nhưng mà để an toàn bạn nên ghi như vậy đây. Dê thuộc cái tập trừ 2 trừ 1 1 2, được chưa? Ghi theo kiểu này nó an toàn hơn, giáo viên nào cũng cho một đúng hết, còn ghi ở trên thì tùy giáo viên, nên thôi ghi theo kiểu ở dưới, được chưa? À, an toàn hơn nha, ý mình đã nhấn mạnh rồi nha, ghi ở dưới, ưu tiên ghi ở dưới. À, ưu tiên ghi ở dưới, cái này tùy giáo viên. À, tùy giáo viên. À, cách ghi này là tùy giáo viên, như mình là mình thích ghi cách ở trên. À, nhưng mà để cho đúng, để ghi đúng rất là phù hợp với mọi giáo viên trên cả Việt Nam thì bạn ghi cách ở dưới, được chưa? À, ghi cách ở dưới mình nhấn mạnh. Thế giờ bạn thấy cái dê của mình nó có dư trừ 2 và 2, được chưa bạn? Nhưng mà ở đây đề bài yêu cầu chứng minh ông này là phân số tối giản, như vậy tuyệt đối dê không thể bằng trừ 2 và 2 được, bạn cần phải loại bỏ, được chưa? Bạn cần phải loại bỏ thì bạn sẽ lập luận như sau. Bây giờ dê là ước của 2n cộng 1 đi bạn, dê là ước của 2n cộng 1, của 2n cộng 1, đúng bạn? Mà 2n cộng 1 là số lẻ, là số lẻ bạn. Bạn hiểu không? Dê là ước của 2n cộng 1 mà 2n cộng 1 là số lẻ. Là vì sao vậy bạn? Thứ nhất 2n là số chẵn. Cái gì nhân 2 cũng là số chẵn bạn. Bây giờ bạn cộng thêm 1 là số lẻ. 1 là số lẻ. Thì chẵn cộng lẻ chắc chắn nó phải ra lẻ. Bạn để đây. 6 cộng 1 bằng 7, 7 là lẻ. 6 cộng 5, 6 là chẵn cộng 5 lẻ thì nó ra 11 là lẻ. Bạn hiểu không? Mà lẻ thì chỉ chia hết cho số lẻ thôi. Lẻ thì chia hết cho số lẻ, nên số lẻ chỉ có ước là số lẻ bạn, nên dẫn tới dê phải là số lẻ. Mà dê là số lẻ thì dê không thể bằng cộng trừ 2 được, dê khác cộng trừ 2, được chưa? À, kể cả số, được chưa bạn? Tính luôn cả số dương số âm luôn, dê không thể, dê chỉ là số lẻ thì không thể là số chẵn, thì dê phải khác 2, mà đã khác 2 thì dê phải khác trừ 2 luôn, được chưa? À, mà đã dê là khác trừ 2, ta kết luận suy ra dê chỉ có thể còn lại là cộng trừ trừ 1 thôi nha, dê chỉ có thể là cộng trừ 1 thôi nha. Đó. À, rồi bây giờ mình ghi theo kiểu đúng an toàn luôn cho tất cả là dê thuộc trừ 1 và 1, được chưa? À, dê thuộc trừ 1 và 1 nha. À, đó. Cái đó coi. À, chờ mình xíu nha, cái sách của mình xem cái chỗ này nè. Ở cái sách của thầy Nguyễn Hữu Bình đó bạn, Vũ Hữu Bình, ở tác giả thầy này là nổi tiếng lắm nha bạn, nên hỏi gần như giáo viên là cũng biết á, thì thầy sử dụng ký hiệu là dê bằng cộng trừ 1 nha bạn. À, thầy sử dụng ký hiệu dê bằng cộng trừ 1, như vậy chúng ta cứ theo thầy, được chưa? Dê bằng cộng trừ 1.
hay vẫn sử dụng như vậy, và mình thích cách sử dụng này. Như vậy chúng ta có một cái nhân chứng sống để chúng ta khẳng định rằng cái này là được phép đúng trên mọi khắp Việt Nam, được chưa? Thầy bài tập em học toán lớp 6 Vũ Hữu Bình, thầy Vũ Hữu Bình, nhà giáo nhân dân. Ôi thầy này nổi tiếng đó bạn, gần như ai cũng biết nha bạn. Nên chúng ta cứ sử dụng theo cách của thầy, và mình thích cách này hơn, ngắn gọn nha bạn. Đây, thầy sử dụng nè. V bằng cộng trừ 1, thấy rõ không? Đó, bạn thấy rõ cái màn hình không? Được chưa? Thấy rõ chưa? Đây, đó. V bằng cộng trừ 1 thì A trên B là phân số tối giản, đúng chưa? Đó, thầy sử dụng như vậy nha. Chúng ta coi ta kiếm những cái thầy mà họ sử dụng như vậy thì mình ấy thôi. Đó. Được chưa bạn? Đó, ok nha, mình dùng bằng cộng trừ 1 đi cho nó dễ hiểu nha. Rồi, ok. Để cho mình phải loại bỏ. Nhớ kỹ chỗ này là gì? Số lẻ thì số lẻ chỉ chia hết cho số lẻ thôi, không thể chia hết cho số chẵn được nha bạn. Vì chia hết cho số, được chưa bạn? Chỉ có số chẵn mới chia được cho số chẵn thôi. Nhưng mà số chẵn cũng có thể chia được cho số lẻ, như số 6 nè. Số 6 có thể chia được cho cả số 3, đúng không? Nhưng mà số lẻ thì không thể chia được cho số chẵn đâu nha. Nên chắc chắn bạn hãy vô ra chúng ta loại bỏ. Rồi, đây là một cái một cái chủ đề khó nha bạn, chủ đề nâng cao, được chưa? Kèm với trước đó một cái chủ đề là tính tổng dãy phân số có quy luật thì mình đã quay rồi, các bạn xem nha. Ok, vậy mình xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.